Xin chào các bạn và thầy cô. Hôm nay mình xin đọc bài các câu ví dụ trong bài 8 Lesson 8 The Past Simple thì quá khứ đơn. Phần các câu ví dụ. Câu 1. Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician and composer. He lived from 1756 to 1791. He started composing at the age of 5 and wrote more than 600 pieces of music. He was only 5 years old when he died. Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician and composer. He lived from 1756 to 1791. He started composing at the age of 5 and wrote more than 600 pieces of music. Wolfgang Amadeus Mozart là một nhạc sĩ và nhà soạn nhạc người Áo. Ông sống từ năm 1756 đến năm 1791. Ông bắt đầu sáng tác khi mới 5 tuổi và đã viết hơn 600 bản nhạc. Ông mất khi chỉ mới 35 tuổi. Xin chào các bạn và xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bye bye!